khi chị hú riêng dòng xe Full Charlotte tại tiệm Tây, chắc chắn hết hú 100%. Chào các bạn, Honda Full Charlotte. Bây giờ đầu tiên vô mình các bạn mua chiếc xe mới, các bạn thấy á, là các bạn chạy á, cảm giác là nó yếu đầu tiên luôn đúng không? Anh vậy ở số 3 và số 4. Thì khi mà mình làm, mình xử lý trường hợp đó là nó sẽ đỡ hơn rất nhiều ha. Ở số 3 và số 4 nha các bạn. Và cái thứ hai nữa là các bạn thấy khó chịu nhất là cái vấn đề hú. Thì nhiều anh em á là giống như chạy thấy nó hú quá, mà bây giờ muốn làm nồi hết hú hay không thì mình xin phép anh em là không bao giờ hết hú khi làm nồi nha. Thì chỉ có chẻ máy mới hết hú thôi. Thì bây giờ bắt đầu em sẽ tiến hành là em chẻ máy này ra và em sẽ xử lý những gì. Thì các bạn coi là đây là một cái xe mới nha các bạn. Xe này là 7907, là 7000 cây đó. Bây giờ là xe rất là đẹp, bảo quay vàng chân sơn cái bảo mâm CNC heo Rainbow đồ đó. Bây giờ là mình tiến hành mình chẻ ra. Chào các bạn, thì em sẽ tiến hành là chị hú cho Honda Full Charlotte. Sẵn đó là sẽ là khắc phục luôn những lỗi cơ bản trên xe, làm cho xe các bạn ngon hơn, êm hơn, nhẹ nhàng hơn và khỏe hơn. Thì trước đây cũng có một câu hỏi là một cái xe Full Charlotte mới mua hãng thì cũng là đồ hãng, thì tại sao khi em làm em vẫn thay vô tiếp đồ hãng? Ở đây là kỹ thuật canh chỉnh. Giống như là xe Full Charlotte thì bây giờ các bạn thấy là nó hay yếu đúng không? Nó hay yếu ở số 3, số 4, rồi nó hay hú. Thì bây giờ mình sẽ xử lý những cái vấn đề như thế nào trên chiếc xe này đó. Thì đầu tiên ở đây á, là về phần lốc mình gỡ ra, mình sẽ rửa sạch sẽ lẫn trong và ngoài cho chiếc xe này, và sau đó là mình sẽ thay một bộ số mới cho chủ xe. Rồi sau khi mà thay một bộ số mới xong thì bắt đầu là mình sẽ đi qua khắc phục lỗi cơ bản của nó. Lỗi cơ bản của nó là gì? Một là rất dễ hư cần tăng cam. Thì em sẽ thay một cái cần tăng cam mới cho chủ xe, bảo hành 1 năm, một đổi một không tại bởi thì là với bất cứ lý do gì. Tiếp đến là làm cái xe cho nó ngon hơn, khỏe hơn, là mình xử lý về phần nồi. Nồi ở đây là mình sẽ sử dụng là cặp nhôm nồi của anh trai. Mình thay lại là bố ba càng dài, đi giúp cái xe đầm hơn, ngon hơn là một. Thứ hai nữa là chuồng heo. Đó, ở đây là cũng là một cái chuồng heo hãng, nhưng mà cái chuồng nó hư, dễ rơ và nó dễ hư cái bạc ở trong. Thì cái chuồng heo ở trong và không khó, cái tuổi thọ nó cao hơn của Full LED. Đó lý do tại sao các bạn hay hỏi em á, là mình tại sao lại thay lại món đồ hãng. Món đồ hãng em lựa chọn thay lại nó sẽ bền hơn món đồ hãng trên cái xe Full LED. Thì các bạn cứ nghĩ đơn giản nè, tại sao cái xe Full cho 2, Full cho này hồi xưa đi rất là bền mà cái xe Full cho LED bây giờ lại không bằng? Tại sao? Đó đúng không? Rồi, và em thay lại là gì nè, các bạn thấy nè, Việt Nam mình thay lại lá bố của Thái thì chất lượng nó cao hơn và nó đem lại cái sự trải nghiệm tốt hơn cho chủ xe, và mình sẽ giúp xe nó khỏe hơn là gì, mình sẽ thêm ba là sao nặng vào đó. Rồi, và giúp cái xe nó mát máy hơn là gì? Một cái bơm nhớt. Bơm nhớt em sử dụng bơm nhớt NK đó. Thì cái bơm nhớt dĩ nhiên là bỏ ra mình thay một cái bơm nhớt NK vào, thì bơm nhớt này giúp bơm nhớt mạnh hơn, lưu lượng nhớt lên đầu bò nhiều hơn đó cho chủ xe. Dụ thêm một cái nữa đi, là về vấn đề độ bền hoặc là ngon hơn. À thì xe Full LED các bạn hay gặp cái tình trạng là khi nóng máy nó kêu cọc cọc cọc, nhiều người á, tưởng đâu là kêu đầu lòng, nhiều người tưởng đâu là kêu cò, nhiều người tưởng kêu nồi mà không phải, nó lỏng bít tông các bạn. Thì cháy bít tông này nè, là em rồi thì nóng nó kêu cọc 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 cọc, thì nhiều người làm tưởng là cái xe này nó kêu cò, nó kêu nồi, nhưng mà không phải. Những cái lòng mới, những cái bít tông mới của hãng Honda mới bây giờ nó rất là nhẹ nha các bạn. Các bạn thả lại lọt tốt à. Thì ở đây á, là em sẽ sử dụng lại một trái bít tông là của quay y 125 nhập chính hãng Honda Thái Lan đó, và một bộ bạc cho chủ xe, và mình sẽ lên cốt 1. Khi lên cốt 1 vậy nè, các bạn chủ động được cái độ hở của lòng đó. Ví dụ như cái lòng zin á, nó quá hở, nó khiến bít tông lỏng, nó kêu. Còn á, khi mà một cái xe này các bạn chủ động sấy lên được trái cốt 1 là cái trái mà đối với em là cái mức đẹp nhất cho những dòng xe FI á. Em không đi cốt 2,
em không đi S&D, em đi Code 1 là cái mức em thấy đẹp nhất, là mình sẽ chủ động được, thì cái xe các bạn sẽ êm hơn nhiều và nó mất tiếng cọc cọc đó. Và ví dụ như trái bích tông mình thay vô, mình sẽ quay cho các bạn câu này là trái bích tông này chính hãng Honda Thái Lan đó, không phải trái Highline, không phải là trái Honda Việt Nam gì hết. Thì dĩ nhiên là chủ xe cũng hỏi, mà chủ xe hỏi có trái bích tông là mà tốt trái bích tông hãng hay không, à thì em thay cho anh trái bích tông chính hãng Honda Thái Lan đó. Ron Ford khi mà mở ra hư á là em sẽ xài lại Ron Ford hãng cho ảnh hết, Ford xuất bắp hãng, Ron hãng, và yêu cầu là gắn cho ảnh một cái cam, cam là tôn, thì ở đây em sẽ sử dụng cái cam là tôn, không có chó xả cho anh trai. Còn về phần đầu bò á là dinh hết nha các bạn, ở đây là mình sẽ chỉnh sửa miệng lại, vệ sinh xăng bô sạch sẽ nè, miệng số bắp là mình sẽ chỉnh lại, ăn miệng chỉ rất là nhỏ đó. Thì bây giờ là sẽ tiến hành ráp lên cho chiếc xe này, và khi mà chỉnh miệng lại á, cái này đã rớt vào kỹ thuật, thì cái tiếng nổ anti lách chách nó cũng kêu nhỏ hơn nữa các bạn à. Thì hôm qua là em ráp xong xe anh, em chạy rô đai tối qua giờ Bình Dương rồi, giờ sáng nay bắt đầu em mở nồi ra canh chỉnh cho anh đó. Rồi cảm ơn các bạn nhiều ha, thì giờ bắt đầu là rút ra canh chỉnh, kiểm tra một cái xe chỉ làm máy không và chỉ hú tại tiệm. Chào anh, máy mâm CNC là mâm Trung Quốc hết, mâm lô hết nè, coi nhơ mua đồ nè, cho nên là bạc đạn đó nè. Bây giờ em sẽ thay bạc đạn NTN lại cho anh. Mà bạc đạn này coi cái bạc đạn hiệu gì vậy, mấy bạc đạn này cũng bạc đạn giả luôn nha, không có hiệu luôn, chứ không không được là có hiệu nữa. Rồi tán này em trả về lại tán dinh cho anh nha, mấy tán kiểu này nó hư răng rồi ra hết đó, chóc đi nóc ra hết luôn, nó xiết đâu cứng được đâu. Anh trai Mưa, khi chị hú riêng dòng xe Full Chalet tại tiệm Tây chắc chắn hết hú 100%. Ngoài ra mọi dòng xe khác em không bao giờ em chỉ hú gì hết nha các bạn nha, nhất là quay rim. Quay rim mà vấn đề chị hú là coi như là bế tắc á nha. Riêng ai cao nghề thì nhận, chứ còn em thì không nhận nổi rồi đó. Xe này chủ xe có nói em là anh Tây kiểm tra giùm em là tại sao em chạy em thấy nó bê bê, nó quăng đít, bây giờ nó kêu cọp cọp. Thì mình có một đôi lời góp ý với các bạn là vậy. Riêng cái dòng xe này, các bạn thấy mâm CNC rất là đẹp không? Nhưng mà thật sự những mâm CNC này á, nó vẫn là mâm CNC lô nha các bạn. Một cặp thì đâu có nhiều giá lắm, 1 triệu mấy, 3 triệu mấy rồi nữa. Nó không phải là mâm CNC Racing Boy rồi như hồi xưa các bạn hay mua. Thì bạc đạn bánh nó là bạc đạn lô hết các bạn. Mua mới mà nó đã rơ rồi, cho nên là em thay bạc đạn bánh em kiểm tra lại cho chủ xe là một. Cái này em nói là nào bán đồ kiển á, buồn em chịu, nhưng mà chắc chắn mấy anh cũng biết là em nói đúng đúng không? Thứ hai á là về vấn đề là chủ xe thiết kế cái phục bị sai, là cái phục này nó quá cao các bạn, nó làm cái xe của chủ xe á nó chỏng cái ben hơn, nó chỏng cái đít sâu lên, cái đầu trước nó chúi xuống quá nhiều. Đó. Thì nó là vậy nè. Thì các bạn chạy nó mất trọng tâm, nó quăng nó vũ cái đuôi đó. Thì ở đây á là em chỉ có thiết kế là thay bạc đạn bánh đồ lại cho chủ xe, kêu là hạn chế thôi, chứ còn người ta thì cũng mới làm nhiệt chân rất là đẹp, thật sự em nhìn em vẫn thấy đẹp, các bạn rất là thích đó. Các bạn khi mà các bạn gắn một cái phuộc cho một chiếc xe, các bạn phải biết chiều dài phuộc cho led là bao nhiêu, xe quay rim mình là nhiêu, các bạn thấy mâm trước đồ rất là đẹp luôn đó. Còn vấn đề mà chạy thử rô đai á, thì như các bạn cũng đã thấy là tối hôm qua là ngày 6 tháng 10 2024, em đã chạy thử một lần rồi. Thì tới ngày hôm nay là ngày 7 tháng 10 2024, là em mở ra em canh chỉnh máy móc cho chủ xe, set ABS. Sau đó chủ xe còn chắc chủ xe nó để đi đi phanh gấp, trời ơi, làm mà gặp người chủ xe phanh gấp thì càng phá chứ làm sao. Vậy mà có một số anh sáng bỏ chiều lấy, thì nói chung khách thì 10 người thì 5 người 5 ý, 5 người sau 5 ý khác nữa, đúng không? Đó. Bây giờ em để em đi rồi, em hẹn anh trai là ngày thứ 5 lên lấy xe, sáng thứ 5 lên lấy. Ổng ga siêu nhẹ luôn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Theo mấy thằng đệ tử nó nói là thiết kế mà cái phuộc sau nó cao vậy á, là chiên nó chở Mino, dù chở Mino khi mà lên dốc vậy nè, thắng cái dồn tới là vú đập cái bạch vô cái vú, rồi cảm nhận cái độ mượt của cái vú. Đó. Quá hay em ơi. Thì ở đây á, chủ xe có nhờ em á là thay lại một cặp phuộc quay y 2022. Nó là của con Showa các bạn, là phuộc này rất là ngon nha. Hiệu Showa. Quay 2022 là lò xo nó sẽ siêu bóng nha. Đó, nó là gì nè. Thì nó hợp với lại cái form xe chủ xe là đang đi mâm CNC.
đó thì em sẽ tiến hành thay cặp phụ này vô. Khi thay cặp phụ này vô, cặp phụ cũ phải vô hộp này luôn ha, cho nó gọn. Với lại ảnh có nhờ em đó là sẽ thay một bộ nhông sinh nhĩ tay con nỉ 7.5 hiệu em đẹp. Sử dụng sơn 420, dĩa này là size 36 dành cho full led đó. Sơn em sử dụng sơn mặt trời 420 và nhông vậy, nhông tải trước này á là khắc phục tình trạng á mà kêu nhông trước nè, và nguyên bộ sơn này á là nó làm bằng kích thước xạ dinh là sơn 420, khó cả cặp te. Anh em đi cái sơn 420 dinh á thì nó mau giãn sơn, nó vũ vô cặp te là do chất lượng nó ít, nó kém. Còn anh em đi bộ sơn này chất lượng nó cao hơn cho nên là nó khó cho là cạ vô cặp te hơn, nó lâu dễ hết các bạn đó. Còn mình mà đi xuống 415 thì nó quá nhỏ rồi các bạn. Đây sơn thì em sử dụng sơn DD mặt trời, còn nếu mà ai có điều kiện hơn sử dụng sơn EKRK rồi á thì bộ nó ngon, nó sợi sơn đó. Đó rồi sơn phe em ra quay trên quay chú mình đó. Nhông này nhông tải trước của em đét bằng thép, hồi đó giờ là thổ bán cáo rồi, nhông và dĩa em đét đó. Còn đây là sơn 420. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn, bây giờ em gắn nhông em đét vô nè. Đó, rồi dĩa em đét sao cũng vô rồi nè. Rồi giờ bá sơn luôn, tăng sơn giờ đang gỡ ra thay phục. Cảm ơn các bạn nhiều nha.